bạn, có top 6 smartphone đắt giá nhất hành tinh thì mới đây trên trang công nghệ nổi tiếng Tech Insider, chúng ta lại có thêm top 20 smartphone tốt nhất thế giới được khảo sát bởi người dùng. Hãy cùng xem thử xem những chiếc điện thoại bạn đang xài có nằm trong top này hay không. Bình chọn này sẽ dựa trên nhiều yếu tố như là thương hiệu, trải nghiệm của người dùng cũng như là số lượng máy được bán ra, vân vân. Chúng ta sẽ cùng đếm lùi. Đầu tiên, may mắn giành được slot cuối bảng trong top 20 best smartphone là BlackBerry Passport của râu đen với giá là 450 USD. Khi mới ra mắt, BlackBerry Passport nhìn có vẻ khá lạ với thiết kế hình vuông, nhưng fan của râu đen lại cực thích chiếc điện thoại này cùng với bàn phím vật lý thông minh và dễ thao tác và một vẻ ngoài đẳng cấp của doanh nhân. Vị trí thứ 19 vẫn thuộc về họ nhà râu là BlackBerry Classic giá 329 USD hay còn gọi là BlackBerry Q20. Với ưu điểm là sở hữu màn hình cảm ứng mượt mà nhỏ gọn và giữ lại bàn phím QWERTY truyền thống, thiết bị này vẫn thu hút một lượng lớn fan BlackBerry và cho ta những trải nghiệm của một thiết bị tốt nhất cách đây tầm 3-4 năm. Nếu như bạn cần một chiếc Windows Phone thì một thiết bị duy nhất bạn nên cân nhắc là Microsoft Lumia 950 giá 445 USD. Mặc dù có khá nhiều nhận định không tốt nhưng thiết bị này vẫn thu hút một bộ phận lớn người dùng cần sử dụng những ứng dụng của Microsoft để làm việc. Lumia 950 cũng sở hữu một camera đẹp với camera chính 20MP. Smartphone này còn cho khả năng kết nối với bàn phím keyboard, chuột, màn hình PC và chạy Windows một cách mượt mà. Tuy CEO John Chen nhận định đây là một thất bại của BlackBerry khi doanh số bán ra không như kỳ vọng với một mức giá khá cao 612 USD, cao hơn so với những gì mà BlackBerry Brief đem lại, nhưng smartphone này vẫn đứng thứ 17 trong top 20. Vì đây cũng là một chiếc điện thoại chạy Android đầu tiên của râu đen. Đặc biệt thì Brief ngoài trang bị một màn hình cảm ứng hợp xu thế hiện nay, máy còn sở hữu một bàn phím nắp trượt phù hợp với những người dùng vẫn muốn dùng phím cứng vật lý mà vẫn muốn trải nghiệm được những ứng dụng và dịch vụ của Google trên một thiết bị của BlackBerry. Với một mức giá khá dễ chịu 200 USD cho Motorola Moto G4 và 250 USD cho Moto G4 Plus, người dùng hài lòng với một thiết bị đến từ thương hiệu lâu năm ổn định trong khoảng giá dưới 3 triệu này. Bạn vẫn sẽ được trải nghiệm những tính năng cao cấp như là cảm biến vân tay trên Moto G4 Plus, chụp ảnh đẹp với camera 16MP, trong khi camera chính của G4 số chấm thấp hơn một chút là 13MP. Lần lượt giữ vị trí thứ 15 và 14 là iPhone 6 Plus và iPhone 6. Tuy hơi thất sủng một chút khi iPhone 6S đã ra mắt, nhưng hai dế cưng của Apple vẫn lọt top 20 vì lượng người dùng đông đảo. Có lẽ không cần phải nói nhiều về hai thiết bị này, người dùng sẽ đưa ra lựa chọn của mình nếu muốn trải nghiệm màn hình to. Pin trâu thì sẽ lựa chọn 6 Plus. Còn với iPhone 6 thì vẫn đủ dùng với kho ứng dụng khổng lồ, hệ điều hành iOS độc quyền. Hiện hai sản phẩm này vẫn đang hot và các bạn có thể đặt mua iPhone 6 Plus pre-owned và iPhone 6 qua sử dụng iPhone 6 Lock tại di động thông minh với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Chi tiết tham khảo tại website didongthongminh.vn. Là một phiên bản khác của Moto X Style, Motorola Moto X Pure Edition lọt top đứng thứ 13 với phần cứng khủng trong tầm giá. Màn hình 5,7 inch Quad HD, con chip Snapdragon 808. Thiết bị này khi mới ra mắt vào năm ngoái có giá khoảng 400 USD, được coi là đối thủ cạnh tranh của iPhone 6 và Samsung Galaxy S6. Cuối cùng thì ta cũng thấy xuất hiện một flagship của Samsung là Galaxy Note 5, không thể vắng mặt trong danh sách này. Sản phẩm này có lẽ không cần phải nói nhiều, Note 5 được coi là sát thủ phablet với màn hình lớn, cấu hình khủng và đặc biệt thiết kế đẹp đột phá trong dòng Note với chất liệu hoàn toàn mới là mặt kính và kim loại. Hiện tại bạn cũng có thể sở hữu siêu phẩm này khi qua di động thông minh với mức giá chỉ 7.990.000 cho Note 5 Lite New đã qua sử dụng. Chi tiết tham khảo tại website didongthongminh.vn. Đứng thứ 11 là sản phẩm LG G5 vừa mới ra mắt đầu năm. LG G5 với giá 650 USD ở di động thông minh là 12.990.000. Sở hữu một thiết kế kim loại, đặc điểm, ưu điểm nổi bật của thiết bị này là camera kép chụp ảnh đẹp và có nhiều phụ kiện hỗ trợ cho việc chụp ảnh, giải trí như là LG Cam Plus, LG 360 Cam, kính thực tế LG 360VR. 10 sản phẩm kể trên đã kết thúc top 20 best smartphone trên thế giới phần 1 do Tech Insider khảo sát. Đã có thiết bị nào của các bạn xuất hiện trong top từ 11 đến 20 này chưa? Lưu ý đây mới chỉ là phần 1 thôi, còn phần 2 mới là 10 sản phẩm top trên đỉnh của đỉnh. Các bạn cũng có thể tham khảo giá của những sản phẩm kể trên hoặc những sản phẩm cùng hãng tại website didongthongminh.vn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!